Em xin chào tất cả các anh. Hôm nay thì Điệp và Shop em mới về được một phiên bản bật lửa ốp gỗ mới nhất, phiên bản độ chế hay nhất từ trước đến giờ em thấy. Chiếc này thì đánh lửa theo phong cách là hệ thống trục bấc này. Thứ nhất là cái trục bấc của nó này. Trục bấc là một con đẩy đẩy phát lên như này nên rất là dễ dàng. Hãng bật lửa CF, ốp gỗ gỗ này là gỗ đàn hương. Đấy, sử dụng sang đá nhé. Đây đánh lửa sẽ là nhìn này. Là một cái hệ thống đánh lửa cực kỳ mới lạ đó. Như anh thấy khi cái bánh răng này xoay này, khi chúng ta đánh cái bánh răng này xoay thì cái đồng nghĩa với cái việc này nó cũng xoay về hướng này để đánh tóe lửa lên rất là nhạy đó, không tốn quá nhiều sức đâu anh nhé, rất là nhẹ nhàng và nhẹ nhẹ lửa. Ốp gỗ đàn hương, gỗ này là gỗ thật chứ không phải là mùn cưa hay là ghép gỗ đâu. Gỗ này là nguyên một cái khúc gỗ người ta đúc ra đấy. Đó. Ở dưới này thì có logo thương hiệu của hãng GF. Nhà hai cái nút bằng đồng này, một nút là để châm xăng, một nút để thay đá. Đấy. Thuật đánh lửa quá hay luôn. Đó. Giá của chiếc này là 500 nghìn, anh nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại xuống phía dưới video. Chuyên viên bên em sẽ gọi lại tư vấn nhiệt tình cho các anh nhé. Đó, giá 500 nghìn.